Hi, xin chào quý thầy cô cùng các em học sinh. Tôi tên là Trần Quang Bình Chánh, hiện đang là giáo viên tin tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa, thành phố Đà Lạt. Hôm nay tôi sẽ làm đề tài về đồng hồ trên mặt Rubik. Các chức năng của đồng hồ đó là hiển thị giờ, có thể chỉnh được giờ, phút, giây. Có thể làm được là chạy, đếm giờ marathon và hiển thị nhiệt độ. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy mặt sẽ hiển thị giờ. Để chỉnh giờ, chúng ta nhấn vào phím A sẽ hiện ra chữ chỉnh giờ. Vậy thì muốn chỉnh giờ, chúng ta sẽ nhấn vào phím B. Đây, 16, 17, 18. Để cập nhật giờ vừa chỉnh, chúng ta nhấn lại vào phím A để giờ hiện lại giờ cũ. Vậy để chỉnh phút, chúng ta nhấn vào phím A lại thì sẽ hiện lên chữ là chỉnh phút. Để chỉnh được phút, chúng ta lại tiếp tục nhấn vào phím B để chỉnh phút. Đây, 35, 36, 37. Để cập nhật, chúng ta lại nhấn vào phím A để hiện. Để chỉnh giây, chúng ta lại nhấn vào phím A để hiện ra chỉnh giây. Tương tự chỉnh, chúng ta nhấn vào phím B để có thể chỉnh được giây. Để cập nhật giây, chúng ta nhấn vào phím A. Trong lúc đang hiển thị giờ, để chúng ta muốn có thể chạy giờ marathon, chúng ta nhấn vào phím B. Thì khi nhấn vào phím B, thì đồng hồ marathon sẽ hiện lên. Chúng ta thấy đây, 0, 0, 1. Và nó sẽ chạy như thế. Đúng không ạ? Rồi, nếu như ấn thêm một lần nữa, chúng ta sẽ thấy nó sẽ hiện ra là nhiệt độ. Vậy thì nhiệt độ hiện tại bây giờ của tôi đang là 33 độ.